Chào mừng em đã quay trở lại với khóa học hè trên trang olm.vn. Và trong tuần học này, chúng ta sẽ đi tổng kết lại các kiến thức mà ta đã ôn tập trong chương trình lớp 7, cũng như giới thiệu sơ qua về chương trình lớp 8 tới. Những kiến thức mà thầy tổng kết trong bài học ngày hôm nay sẽ liên quan trực tiếp tới những bài đầu tiên của phần đại số và phần hình học chương trình lớp 8. Trước tiên, ta sẽ đi luyện tập về phép nhân đa thức. Nội dung này thầy đã giới thiệu ở trong tuần học trước rồi. Tuy nhiên trong quá trình làm bài, nhiều bạn gặp phải vấn đề khi thực hiện phép nhân đa thức, đó là vấn đề về dấu. Quy tắc chúng ta nắm được, nhưng nhầm lẫn về dấu cộng dấu trừ khiến cho bài làm của chúng ta chưa được chính xác. Và trong bài học tuần này, thầy sẽ chữa qua một số câu trong phiếu bài tập đó. Phần phép nhân đa thức, nhân hai đa thức 3x 2 với 4 5x. Đáp án của một bạn bằng 12x 15x bình 8 10x là đúng hay sai? Để kiểm chứng điều này, thầy nhắc lại cho các con về cách nhân hai đa thức. Đa thức thứ nhất là A cộng D, đa thức thứ hai là B cộng C. Thì bước 1, nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia, tức là lấy hạng tử A của đa thức này nhân với từng hạng tử BC của đa thức kia, làm tương tự với D, D nhân B và D nhân C. Cuối cùng ta cộng các kết quả lại. Lý thuyết là như thế, tuy nhiên để tránh nhầm lẫn như nhiều bạn thì các bạn có thể làm thêm một bước trung gian là lấy mỗi hạng tử của đa thức này nhân với cả đa thức kia. Tức là lấy 3x thể nhân với cả đa thức 4 5x. Và trừ 2, nhớ là hạng tử xác định kèm với dấu. Hạng tử này là trừ 2 nhân với cả đa thức phía sau. Và dấu đây vẫn là dấu cộng. Tới đây là phép nhân của một đơn thức với một đa thức thì cách làm của chúng ta gần giống như tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng. Ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức, tức là nhân 3x với 4 này, rồi nhân 3x với trừ 5x. Hạng tử vẫn xác định kèm với dấu nhé, rồi cộng các kết quả lại với nhau. Khi đó ta sẽ có 3x nhân 4 cộng với 3x nhân với trừ 5x nhé phía sau là trừ 2 nhân 4 và cộng với trừ 2 nhân trừ 5x. Các bạn chú ý này, hạng tử trừ 5x có dấu trừ thì chúng ta cần phải đóng mở ngoặc lại. Nếu các bạn viết mà không có dấu ngoặc sẽ dễ nhầm thành 3x trừ 5x, một phép trừ chứ không phải phép nhân. Nên viết dấu ngoặc cho thầy để chúng ta tránh nhầm lẫn. Sau đó nhân các đơn thức thì đơn giản rồi ta được 12x. 3x nhân trừ 5x, ta được âm 15x bình phương. Âm 15x bình thì thầy có thể viết thành trừ 15x bình như thế này. Cộng với âm 8, thầy sẽ viết thành trừ 8. Và âm 2 nhân với âm 5x là 10x nhé. Nên ở đây là cộng 10x, do đó so sánh với kết quả ban đầu mà bạn đã tính ra thì khác nhau ở hạn từ cuối cùng. Nên đáp án của bạn là một đáp án chưa chính xác. Do đó, bên cạnh việc nhớ được công thức, thì các bạn đặc biệt phải chú ý về dấu. Xác định hạng tử phải kèm với dấu này. Thứ hai, 3x thì không sao, nhưng trừ 5x chẳng hạn thì các bạn phải đóng mở ngoặc vào. Âm 2 cũng thế, ta sẽ đóng mở ngoặc. Và khi thực hiện phép nhân, phải nhân thật chính xác. Một phép tính mà các bạn cũng hay nhầm lẫn nữa là x nhân x bình cộng 1 này trừ đi 3x trừ 2x bình nhân với 1 phần 3x. Ở đây chúng ta có hai phép nhân giữa các đơn thức với đa thức. Đầu tiên x nhân với đa thức x bình cộng 1 thì đơn giản thôi. Nhâm lẫn thường diễn ra ở tích thứ hai và kết quả một bạn tính ra như sau. Các em sẽ kiểm tra xem kết quả của bạn là đúng hay sai nhé. Để kiểm tra thì chúng ta lần lượt làm theo từng bước ở đây. Nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức thì x nhân x bình ta được x mũ 3. x nhân 1 ta được x và cộng hai tích này lại. Tiếp theo, ở đây là dấu trừ thì các bạn sẽ viết dấu trừ cho thầy. Cả tích phía sau này ta sẽ để ở trong ngoặc. Bạn nào mà quên viết dấu ngoặc này là kết quả sẽ rất dễ bị nhầm sau đó yên tâm thực hiện phép nhân giữa đơn thức 1 phần 3x với đa thức trong ngoặc ngoặc trò này. 1 phần 3x nhân với 3x và 1 phần 3x nhân với chính xác phải nhân với âm 2x bình nhé và ta cộng hai tích này lại. 3 nhân 1 phần 3 thì bằng 1 này. x nhân với x ta được x bình phương và chính xác và trừ đi 2 phần 3 x mũ 3. Sau đó, các bạn mới tiến hành bỏ dấu ngoặc này đi. Nhớ lại về quy tắc dấu ngoặc này. Phía trước ngoặc là dấu trừ. Ta đổi dấu các hạng tử ở trong ngoặc. Cộng x bình ta đổi thành trừ x bình này. Âm 2 phần 3 x mũ 3 ta đổi thành Chính xác phải đổi thành cộng 2 phần 3 x mũ 3 do đó kết quả mà bạn ấy tính ra như thế này là chưa chính xác cho nên khi mà tính tích phía sau bạn nào mà không để ở trong dấu ngoặc thì kết quả rất dễ giống như bài làm không chính xác của bạn ở đây do đó đây mới là kết quả đúng của chúng ta nhé trong quá trình thực hiện phép nhân đáng thức các bạn không nên cắt đi những bước trung gian không nên làm tắt và không được bỏ đi các dấu ngoặc quan trọng